Xin chào mừng quý vị đến với video của công ty Bình Quân ngày hôm nay. Và Thu Ngân sẽ giới thiệu tới quý vị chăn nuôi một dòng sản phẩm thú vị và hữu ích, giúp người chăn nuôi tự chế biến ra những viên cám thức ăn dành cho đa dạng vật nuôi. Vậy dòng sản phẩm này làm như thế nào để ra cám viên? Thì xin mời quý vị hãy cùng quan sát. Có rất nhiều khách hàng hào hứng và thích thú khi dòng sản phẩm máy ép cám viên S150 vận hành có thể ép ra từng viên cám hình trụ đều và mịn như vậy. Máy ép cám viên trụ đứng S150 của công ty Bình Quân chế tạo có cơ chế hoạt động đơn giản. Nguyên liệu sẽ đi vào từ toa nạp phía trên và được nghiền ép nhờ hai quả lô khỏe khoắn. Nguyên liệu sau khi được nghiền nhỏ sẽ đun qua mặt sàng lỗ và được dao cắt đều thành các viên cám. Máy có thể nghiền ép đa dạng nguyên liệu từ bột cám, ngô hạt, thóc, đỗ, rau cỏ, cua, ốc, tép phối trộn lại với nhau để ép thành cám viên, hoặc quý vị có thể tận dụng mọi loại nguyên liệu sẵn có tại trang trại của mình để ép thành viên cám cho gia súc, gia cầm. Đơn giản như vậy, quý vị đã thấy phù hợp với nhu cầu của mình chưa ạ? Mọi nguyên liệu đều được nhanh chóng nghiền nhỏ và ép thành viên giống như cám viên đóng bao trên thị trường. Từ đó, tiết kiệm được 40% chi phí chăn nuôi, tiết kiệm được một khoản đáng kể mà quý vị chỉ cần bỏ ra một chút công sức mà thu về hơn 100kg cám viên trên giờ. Là hàng Việt Nam xuất khẩu nên quý vị hoàn toàn có thể dễ tìm kiếm với từ khóa máy ép cám viên S150 hoặc gọi tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn miễn phí. Máy ép cám viên S150 chạy nguồn điện dân dụng 220V, động cơ là 3kW, 100% lõi đồng nên mọi gia đình đều có thể sử dụng từ chăn nuôi lớn nhỏ tới trang trại hay cơ sở chế biến tại nhà. Nguyên liệu cho vào đều được máy nhanh chóng nghiền ép thành viên rắn chắc. Khách hàng cũng rất hào hứng khi cám viên ra nhanh, luôn cầm nắm tay các viên cám trong tay để kiểm tra độ rắn chắc. Được thiết kế hiện đại và truyền tải riêng biệt từ động cơ qua dây Cura nên quý vị có thể tận dụng được động cơ để phục vụ cho các thiết bị chăn nuôi khác. Với đa tính năng hơn nữa, quý vị có thể tự thay đổi kích cỡ hay độ dài ngắn của viên cám để có thể phù hợp với đa dạng vật nuôi từ nhỏ tới lớn. Vậy tại sao quý vị không nhanh tay liên hệ trực tiếp để nhận được mức giá hợp lý cùng với những quà tặng ưu đãi đi kèm về máy ngày hôm nay? Chạy tới đây thì cám cũng đã hết, chỉ cần tắt máy, ngày mai tiếp tục sử dụng, nhỏ gọn, dễ di chuyển tới mọi nơi. Một thiết bị chăn nuôi như vậy thật hữu ích mà mọi hộ chăn nuôi đều muốn sở hữu. Video đến đây là kết thúc. Thu Ngân xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp.